Hướng đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng đã dành nhiều sự quan tâm, tìm hiểu về nội dung văn kiện, trong đó công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ được cử tri đặc biệt quan tâm. Qua cái theo dõi dự thảo văn kiện để cấp văn kiện để trình đại hội đảng lần thứ 13, thì bản thân tôi thấy tức là cái nội hàm của văn kiện rất là rộng, nó bao gồm rất là xúc tích mà bao gồm đầy đủ những nội hàm về những nội dung cơ bản, những vấn đề cấp bách và đặc biệt là những cái phương nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2020-2025 và đặc biệt nữa là cái chiến lược, cái tầm nhìn cho những thời gian tiếp theo trong giai đoạn chiến lược tức là 2025-2030 về rất là nhiều mảng mà các tầng lớp nhân dân được quan tâm, thì trong đó ví dụ như mảng xây dựng đảng và hệ thống chính trị, rồi cái mảng phát triển kinh tế, rồi văn hóa, giáo dục và đặc biệt là cái mảng khoa học và kỹ thuật, khoa học và công nghệ. Nhưng với bản thân tôi là những người tham gia công tác ở địa phương cũng rất là tâm đắc và rất quan tâm đến một cái mảng đó là cái công tác xây dựng đảng. Và công tác xây dựng đảng là công tác thể hiện ở trên nhiều cái lĩnh vực. Thứ nhất là công tác về chính trị tư tưởng, thứ hai là công tác bộ, và đặc biệt như đảng ta đã nói, công tác bộ là thang chốt của thang chốt. Cho nên chính vì vậy nhân dân, các tầng lớp nhân dân cũng như bản thân tôi rất là quan tâm về công tác xây dựng cán bộ, bởi vì siêu cùng cán bộ là thang chốt của thang chốt. Trong đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 này, tôi mong muốn rằng đại hội sẽ bầu chọn ra được một ban chấp hành có độ tuổi trẻ, có năng lực, có đức và có tài để lãnh đạo đất nước tăng tốc một chặng đường trong nhiệm kỳ này, nhằm để xây dựng và phát triển đất nước mỗi ngày một mạnh hơn trên nhiều mùa lĩnh vực.